Alo tất cả quý vị các bạn, sau đây là tôi sẽ đập hộp review con iPhone 12 Pro bản 256GB màu vàng nhé các bạn nhé, màu vàng gold nhé, màu vàng gold 256GB này, đó, vàng gold là 256GB này, màu vàng gold là rất là đẹp nhé các bạn nhé, màu vàng giống y như màu vàng 4 quân 9 luôn, vàng nguyên khối luôn nhé. Có lẽ đây là một cái sản phẩm mà Apple tung ra để đánh bật tất cả đối thủ. Và màu nó cực kỳ đẹp và đẳng cấp luôn các bạn nhé. Đó các bạn xem màu vàng này. Đó màu vàng y chang màu vàng nguyên khối luôn. Nó giống như màu vàng của 4 quân 9 luôn này các bạn xem này. Đó rất là đẹp luôn. Đấy các bạn thấy chưa? Đó rất là đẹp. Đó. Trong hộp thì nó cũng chỉ có cái cáp Type-C Lightning là cáp Type-C này. Type-C Lightning này. Đó và cái backup SIM. Đó. Máy đây. Đấy, bóc ra cho các bạn xem này. Đó. Đấy, bây giờ tôi sẽ ách máy lên, kích hoạt lên nhá. Các bạn xem nhá. Chi tiết này. Đó, viền màu vàng này. Đó, rất là đẹp luôn nhé. Đó. Có thể được đánh giá là màu vàng năm nay là màu vàng cực kỳ là ăn điểm nhé các bạn nhé. Rất là đẹp luôn này. Đó, nhìn nó rất là đẹp. Nó giống như là mạ vàng luôn nhé. Vàng 4 quân 9 luôn, vàng nguyên khối các bạn nhé. Đó. Rồi. Đó. Anh em nào quan tâm thì hãy inbox bên mình nhé. Bên mình sẽ báo giá với các bạn cụ thể nhé. Giá sẽ báo giá từng giờ, từng phút, từng giây luôn các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã coi, lắng nghe cái video của mình. Chào tất cả các bạn nhé.